tối nay 18 tháng 2, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo có thêm 5 ca tử vong do COVID-19. Cả 5 bệnh nhân đều nhập viện tại Bệnh viện điều trị bệnh nhân COVID-19 số 2. Cụ thể, bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ nhất sinh năm 1962 ở xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. Nguyên nhân tử vong là do nhiễm sắc của vây 2 mức độ nguy kịch, tăng huyết áp, đái tháo đường, tai biến mạch máu não cũ và viêm phổi nặng. Bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ hai sinh năm 1951 ở phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi nguyên nhân tử vong là do nhiễm sars cov 2 mức độ nguy kịch di chứng tai biến mạch máu não bệnh nhân covid 19 tử vong thứ ba sinh năm 1979 ở phường trương quang trọng thành phố quảng ngãi nguyên nhân tử vong là do nhiễm sars cov 2 mức độ nguy kịch và rối loạn tâm thần bệnh nhân covid 19 tử vong thứ tư sinh năm 1936 ở xã tịnh ấn tây thành phố quảng ngãi nguyên nhân tử vong là do nhiễm sars cov 2 mức độ nguy kịch viêm phổi nặng nhồi máu não tăng huyết áp và đái tháo đường tuyếp 2. Bệnh nhân COVID-19 tử vong thứ năm sinh năm 1996 ở xã Nghi An, thành phố Quảng Ngãi. Nguyên nhân tử vong là do nhiễm sắc COVID-2 mức độ nguy kịch, viêm phổi nặng, bảo cytokin, si suy thận, thiếu máu, nhược sắc và rối loạn đông máu. Tổng số bệnh nhân COVID-19 tử vong tại Quảng Ngãi từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay là 80 người.